tin quốc tế ngày 31 tháng 8 trực thăng nga chở 22 người mất tích nato ủng hộ chiến dịch quốc của ukraine tạp chí phố buôn đưa tin tòa bạch ốc bác bỏ kế hoạch cử nhân viên báo chí f16 tới ukraine nga cáo buộc ukraine tấn công vào Bengorod 46 người bị thương tàu trung quốc và philippines đâm nhau trên biển đông tokyo nói tàu khảo sát của hải quân trung quốc đã tiến vào vùng biển nhật bản đài loan hé lộ kế hoạch đóng tàu giải thủy lôi Văn San xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi mục tin quốc tế thứ bảy ngày 31 tháng 8 của Đại Kỷ Nguyên. Sau đây là nội dung bản tin. Mở đầu là những cập nhật về tình hình chiến trường Đông Âu. Hãng tin Interfax ngày 31 tháng 8 cho hay, chiếc trực thăng Mi-8T của Nga chở 3 thành viên phi hành đoàn và 19 hành khách đã mất tích ở bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông. Interfax dẫn lại thông báo từ cơ quan vận tải hàng không liên bang Nga cho biết, trực thăng Mi-8T cất cánh từ một căn cứ gần núi lửa Vechkatzet. Theo kế hoạch, đội bay phải báo cáo vào lúc 7 giờ sáng ngày 31 tháng 8 theo giờ địa phương, nhưng đã không thực hiện. Trước đó, Nga đã xảy ra vài vụ rơi trực thăng Mi-8 gây chết người. Hồi tháng 2, một trực thăng Mi-8 của bộ tình trạng khẩn cấp Nga bị rơi xuống hồ Onega, khiến ít nhất một thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Vào cuối tháng 8 năm 2023, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo một trực thăng Mi-8 rơi ở tỉnh Chelyabinsk, làm ba người thiệt mạng. Trong tháng 7 năm 2023, TASS đưa tin đã có bốn người chết trong vụ một chiếc Mi-8 rơi ở Cộng hòa Antai thuộc Nga trong phản ứng đầu tiên của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về cuộc đột kích của Ukraine vào khu vực Quốc. Ông cho biết rằng hành động này là hợp pháp và được bảo vệ bởi quyền tự vệ của Kyiv. Ông Stoltenberg nói với trang báo Đức Well am Sonntag, Ukraine có quyền tự vệ và theo luật pháp quốc tế, quyền này không dừng lại ở biên giới. Ông cho biết thêm rằng NATO không được thông báo trước về các kế hoạch của Ukraine và không tham gia vào các kế hoạch đó. Người đứng đầu NATO cho biết Ukraine đang gặp rủi ro khi tiến vào lãnh thổ Nga, nhưng Kyiv sẽ quyết định cách tiến hành chiến dịch quân sự của mình. Ông Stoltenberg nói, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rõ rằng chiến dịch này nhằm mục đích tạo ra một vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Nga từ bên kia biên giới. Giống như mọi hoạt động quân sự khác, hoạt động này đi kèm với rủi ro. Nhưng quyết định tự vệ của Ukraine là ở đâu? Nga đã gọi chiến dịch Quốc là hành động khiêu khích lớn và tuyên bố sẽ trả đũa Ukraine. Tạp chí Phố Wall ngày 31 tháng 8 dẫn lời các quan chức cho biết, Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ đề xuất của quân đội Hoa Kỳ về việc gửi các nhà thầu dân sự đến Ukraine để bảo dưỡng chiến đấu cơ F-16 và các thiết bị khác. Theo tạp chí Phố Wall, cộng đồng tình báo Hoa Kỳ nói rằng kế hoạch này quá rủi ro và nêu lên mối lo ngại về viễn cảnh Nga nhắm mục tiêu vào các nhà thầu Mỹ tại Ukraine. Mặc dù động thái này chưa bị loại trừ trong tương lai, nhưng chính quyền Tổng thống Biden hy vọng các nước châu Âu sẽ chịu một phần hoặc thậm chí toàn bộ trách nhiệm bảo dưỡng các phi cơ F-16 mới được chuyển giao cho Ukraine. Thống đốc Ben cho biết 5 người đã thiệt mạng và 46 người bị thương trong một cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố Ben phía tây nam nước Nga vào đêm ngày 30 tháng 8. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố này trong những tháng gần đây. Ông Vyacheslav Glaskov cho biết, 37 người bị thương, trong đó có 7 trẻ em, đã được đưa đến bệnh viện trong thành phố, nằm cách biên giới với Ukraine 40 km về phía Bắc. Video quay từ bên trong một chiếc xe được đăng trên mạng xã hội ghi lại cảnh tấn công cho thấy một chiếc xe bị nổ tung khi đang di chuyển trên đường. Vài giây sau, một vụ nổ khác được nhìn thấy cách đó vài mét. Bộ Ngoại giao Nga đã lên án vụ tấn công một lần nữa chúng tôi kêu gọi tất cả các chính phủ có trách nhiệm và các tổ chức quốc tế có liên quan lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố tàn bạo này và công khai tách mình khỏi chế độ kỹ và những người quản lý phương Tây của chế độ này đã phạm phải những tội ác như vậy. Ủy ban điều tra của Nga cho biết trên kênh Telegram của mình rằng họ đã khởi xướng một vụ án hình sự về vụ tấn công. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã thường xuyên tấn công vào Belgorod và các khu vực biên giới khác của Nga cả Kyiv và Moscow đều tuyên bố họ không cố ý nhắm vào dân thường. Philippines và Trung Quốc đã cáo buộc nhau cố tình đâm tàu của đối phương tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông vào thứ Bảy ngày 31 tháng 8. Vụ va chạm gần bãi cạn Sabina ngày 31 tháng 8 là cuộc đối đầu trên biển thứ năm của họ trong một tháng. Người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, Jay Dariela đã chiếu các video về cuộc đối đầu hôm thứ Bảy tại một cuộc họp báo nói rằng tàu 5205 của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã trực tiếp và cố ý đâm tàu Philippines mà Manila không có hành động khiêu khích. Ông Tariela cho biết vụ việc trên đã làm hư hại tàu Teresa Magbanua dài 97 mét, một trong những tàu tuần tra lớn nhất của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, nhưng không có người nào bị thương. Ông Lưu Đức Quân, người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc, cho biết trong một tuyên bố rằng một tàu của Philippines bị mắc cạn bất hợp pháp tại bãi cản, đã nhổ neo và cố tình đâm vào tàu Trung Quốc. Ông kêu gọi Philippines rút lui ngay lập tức hoặc phải gánh chịu hậu quả. Ông Tariela cho biết Manila sẽ không rút tàu của mình bất chấp sự quấy rối, các hoạt động bắt nạt và hành động leo thang của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc. Vào tháng 4, Philippines đã khai triển một tàu đến bãi cạn Sabina, cách bờ biển tỉnh Palawan của Philippines 75 hải lý. Manila cáo buộc Bắc Kinh xây dựng một hòn đảo nhân tạo. Philippines cho biết họ đã ghi lại cảnh các đống san hô chết và bị nghiền nát trên các bãi cát, điều mà Bắc Kinh phủ nhận. Tuần này, Hội đồng Hàng hải Philippines nói rằng phi cơ Trung Quốc đã thực hiện các hành động không an toàn đối với một phi cơ dân sự đang tuần tra trên hai khu vực tranh chấp khác là bãi cạn Scarborough và dạng san hô Subi. Philippines cáo buộc Trung Quốc đã chặn nhiệm vụ tiếp tế thường lệ vào Chủ nhật tuần trước Nói rằng các tàu Trung Quốc đã đâm và sử dụng vòi rồng bắn vào một tàu của cục thủy sản đang vận chuyển thực phẩm, nhiên liệu và vật tư y tế cho ngư dân Philippines. Tokyo cho biết một tàu khảo sát của hải quân Trung Quốc đã đi vào vùng biển lãnh thổ Nhật Bản trong thời gian ngắn vào thứ bảy ngày 31 tháng 8. Bộ quốc phòng Nhật Bản cho biết trên trang web của mình rằng con tàu được phát hiện ở lãnh thổ Nhật Bản, ngoài khơi bờ biển của tỉnh Kagoshima, phía tây nam của đất nước vào khoảng 6 giờ sáng giờ địa phương và đã rời đi lúc 7 giờ 53 phút sáng. Tokyo cho biết rằng một lần nữa họ bày tỏ sự phản đối thông qua các kênh ngoại giao với Trung Quốc và thể hiện sự lo ngại sâu sắc về vụ việc mới nhất này. Theo đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK, đây là lần thứ 10 trong năm qua một tàu khảo sát của hải quân Trung Quốc đi qua vùng biển lãnh thổ Nhật Bản và là lần thứ 13 nếu tính cả tàu ngầm và tàu thu thập thông tin tình báo. Vụ việc mới nhất xảy ra sau khi Nhật Bản xác nhận lần đầu tiên vào tuần tuần này rằng một phi cơ do thám quân sự của Trung Quốc đã xâm phạm không phận Nhật Bản trên vùng biển ở biển Hoa Đông ngoài khơi các đảo thuộc tỉnh Nagasaki ở phía Tây Nam. Theo kế hoạch chi tiêu của Bộ Quốc phòng Đài Loan cho năm 2025, Đài Loan có kế hoạch đóng thêm 6 tàu dài thủy lôi từ năm 2025 đến năm 2027. Kế hoạch nói trên đã được trình lên Cơ quan Lập pháp Đài Loan ngày 30 tháng 8 theo đó, lực lượng Hải quân Đài Loan sẽ dành 1,8 tỷ đài tệ từ đường 56,26 triệu đô la Mỹ để đóng 6 tàu giải thủy lôi từ năm 2025 đến năm 2027. Trong đó, riêng năm 2025 sẽ được cấp 789 triệu đài tệ. Theo hãng tin CNA, trong văn bản giải thích cho yêu cầu chi tiêu mới, lực lượng Hải quân lập luận rằng các tàu giải thủy lôi mới sẽ đẩy nhanh quá trình giải thủy lôi trên biển để giúp ngăn chặn khả năng đổ bộ của quân đội Trung Quốc lên bờ biển Đài Loan, mang lại lợi thế cho lực lượng Đài Loan. Hải quân Đài Loan cũng cho rằng kế hoạch đóng 6 tàu giải thủy lôi sẽ thúc đẩy ngành đóng tàu và hỗ trợ nỗ lực đóng tàu chiến nội địa của quốc đảo. Đài Loan đã đóng 4 tàu dài thủy lôi từ năm 2017 đến năm 2021 với chi phí 917,7 triệu đài tệ và 4 tàu này đã được đưa vào hoạt động. Những tàu dài thủy lôi mới là một phần trong ngân sách quân sự trị giá 647 tỷ đài tệ do chính quyền Đài Loan đề xuất cho năm 2025. Trong báo cáo về quân đội Trung Quốc năm 2024 cũng được trình lên cơ quan lập pháp Đài Loan ngày 30 tháng 8, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết Bắc Kinh chưa phát triển được các năng lực cần thiết để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào Đài Loan. Tuy nhiên, Trung Quốc còn có những lựa chọn khác để đe dọa quốc đảo, như phong tỏa và tấn công bằng hỏa lực theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng của Quốc đảo, để kết thúc vấn đề Đài Loan, quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục chuẩn bị và tăng cường năng lực thực hiện tác chiến đổ bộ chung chống lại Quốc đảo. Thưa quý vị, mục tin quốc tế của Đại Kỷ Nguyên đến đây xin tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.